Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Hải Đăng. Các bạn ơi, hôm nay mình đang ở xã Bình An, của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, bên xóm của người dân tộc Hoa. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn khu của dân tộc người Hoa sống và làm việc quanh này như thế nào nha. Mày xin mời các bạn cùng theo chân mình nha. Em đi luôn anh ơi. Em cảm ơn. Đa số người ta đi qua chợ bên kia hết rồi. Cái đường này mình đi ra là sẽ chạy thẳng ra cái cầu Cái Bé. Hai bên đường bên đây là những người dân tộc người Hoa sinh sống và làm việc ở đây. Người ta làm chủ yếu như là trồng rẫy khóm, trồng rau. Có những người thì làm nghề biển nữa, nhưng mà một số ít thôi. Một số ít thì sẽ làm biển, còn một số thì chủ yếu là trồng cây cao. Đó, như quý vị và các bạn thấy không? Đó, như quý vị và các bạn nhìn thấy không? Đó là những cây cao và những liếp khóm hay nằm ở dưới. Đó, như quý vị và các bạn nhìn thấy á, đây là những liếp khóm nè. Khóm á, còn những cây đó là cây cao. Khóm, những cái liếp này là nó sẽ thông ra phía sau hết, để cho người ta tiện, để tới mùa người ta đã sẽ kéo cái xuồng ra đằng sau người ta thu hoạch là khóm. Ở đây thì những năm có khóm có mùa thì lại không có giá, mà có giá thì lại không có mùa. Nông dân mình là vậy không? Hết mùa cái đầu giá khóm bắt đầu lên giá nghe mắc lắm. Còn trong mùa thì thôi khỏi nói, ba trái 10.000. Có mấy anh hùng xa lộ thì xe ghê quá. Đây, các bạn thấy không? Đây đa số là trong cao với khóm là nhiều. Ở đây thấy mát mẻ, không khí trong lành. Cặp bên đường mình đi là sông Cái Bé, còn đi qua đây khoảng 2 cây số, chưa tới 2 cây là có một con sông nó gọi là sông Cái Lớn. Sông Cái Lớn đó là sẽ nó tách rời giữa huyện Châu Thành và huyện An Biên, qua bên đó là thứ 2, thứ 3 huyện An Biên nằm bên đó. Bên đây lúc trước là đi rất là thoải mái, nhưng mà bây giờ do lâu năm rồi cái đường nó bê tông bị bể xấu. Đây là nhà chú Khiêm, nhà chú đó trồng khóm nhiều lắm. Trước mắt các bạn đây là một chiếc cầu Cái Bé. Bà coi xong rồi bé. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Quý vị và các bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.